day to night, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây mọi người ơi. Đó thì theo cái yêu cầu của mọi người, ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng đó là Omomatic nha mọi người nha. Đó, trận đấu này thì cực kỳ là hài và cực kỳ là vui luôn. Đó thì các bạn xem cách đánh cũng như là cách di chuyển của mình khi mà cầm vị tướng Omen, cũng như là cách chôn team bạn nha mọi người nha. Đó, ngày hôm nay là một cái trận đấu vui. Ngày cuối tuần thì mình cũng xin chúc các bạn có một cái ngày nghỉ nó thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân nha mọi người nha. Vào đầu game thì mọi người lưu ý cho mình, khi mà các bạn cầm cái con Omen này á thì các bạn nên là farm hết cái tôn lính đầu tiên để mình lên cái level 2, mình có cái chiêu 2 thì mình sẽ tránh một cái lượng sát thương rất là lớn luôn nha các bạn nha. Đó, cái chiêu 2 nó rất là quan trọng khi mà các bạn bật đúng thời điểm. Đó, trận đấu này team bạn thả đi vị tướng đó là Arum, hết sức sai lầm rồi các bạn nha. Đó, Arum thì lên càn quét rừng team bạn, cũng như là mình cướp được một con quái nhỏ. Na thì có chừng trị, do vậy bạn ấy đã ăn được con blue rồi. Ở pha này thì mình sẽ farm ở đây nha mọi người nha. Bắt buộc khi mà các bạn chơi Omen ấy, cái thời gian rảnh như thế này thì các bạn nên là đi farm nha các bạn nha. Mình farm để gia tăng cái lượng vàng cũng như là cái lượng đồ để mình có thêm những cái món đồ nó chống chịu và lên được sớm cái kiếm, đó là kiếm Vernier nha mọi người nha. Đó, thì các bạn nên là lên cái giày hộ vệ, sau đó các bạn lên cái kiếm Vernier này thì nó có cái lượng chống chịu cũng như là nó có cái tốc đánh để mình kích hoạt nội tại nó dễ hơn nha. Đó, thơm quá, liếm được mạng của Rat rồi. Pha này thì mình với Triệu Vân sẽ ăn ca sơ nha. Có cơ hội thì ăn luôn, tại vì team bạn bên kia đã ăn cái con rồng rồi. Thêm vào nữa là các bạn cầm cái con Omomatic này này thì các bạn nên là đảo vào rừng nhà team bạn nha mọi người nhá. Đó, như mình đảo này, lại liếm được mạng của Rat, thơm quá luôn. Cái thời gian đầu khi mà các bạn dọn lính xong ấy thì các bạn hãy di chuyển vào rừng nhà team bạn. Có cái con quái nhỏ nào hoặc là rừng team bạn mà bỏ bùa chưa ăn thì mọi người hãy ăn luôn nha mọi người nha. Đó, ăn để mình lấy cái lợi thế ép đường. Và cái cách đánh của mình là cái cách đánh chỉ ép một lên nha mọi người nha. Đó, mình chỉ có ép một lên top này và mình bắt lẻ thôi, chứ mình không đảo nhiều các bạn nha. Tại vì cái con Omen này nó giao tranh tổng hết sức là yếu và nó thiên về cái hướng đó là bắt lẻ cũng như là ép lẻ nha mọi người nha. Đó, di chuyển lẻ, bắt lẻ mục tiêu và mình ép trụ, mình công trụ nó sẽ rất là hợp lý. Các bạn cầm Omen thì các bạn phải tạo cái áp lực cho team bạn. Đó là gì ạ? Khi mà các bạn ép một đường ấy, các bạn liên tục là giữ vị trí ép một lên, thành ra là kéo tất cả team bạn kéo về lên của mình để mà thủ trụ cũng như là để mình bắt mình. Đó, pha này mình đang ở đây để mình kê Na nhá. Na vừa ăn quái nhỏ thể nào mà chạy ra đây. Rồi xong luôn, xích Na vào rồi. Có mà chạy đằng rời Na ơi. Na thì pha này chỉ có mà vùng vẫy trong tuyệt vọng luôn nha mọi người nha. Mình xích lại không thể chạy được. Cộng với việc là team bạn thả đi cho team mình đó là vị tướng Arum. Và thêm nữa là Triệu Vân team mình chơi cũng rất là hay luôn. Bạn ấy đã biết di chuyển vào cái phần blue nhà team bạn để mà ép liên tục, thành ra Na bị thọt cũng như là Na không có xăng để mà đi ganh liên tục được nha mọi người nha. Ấy thế nhưng mà Na cũng rất là khôn luôn nha mọi người nha. Đó, Na chỉ vào ngé nghiêng cái con blue của mình một xíu thôi. Bạn ấy cảm giác không ăn được thì bạn ấy sẽ lui, sau đó là bạn ấy sẽ dồn sang cái phần blue nhà team mình để bạn ấy KS nha. Đó, cũng rất là khôn luôn. Pha này mọi người để ý cho mình nhá. Mình sẽ không dọn cái trụ này ngay đâu, mình sẽ không phá cái trụ này ngay đâu. Mình sẽ đợi Rat di chuyển về này, đợi Rat đầu moi di chuyển về này. Sai Tama này, làm gì tôi. Rồi luôn, ủi luôn rồi, cũng biết đấy, cũng biết ủi mình ngược quay trở lại đấy, nhưng mà không ăn thua. Mất trụ rồi bạn ơi. Đó thì mọi người chơi Omomatic thì mọi người hãy làm những cái trò như vậy thì team bạn hết sức là tức và team bạn hết sức là cay cú luôn nha mọi người nha. Và cũng rất là vui luôn. Đó, mình thì lại tiếp tục ra đây để dọn cái đường lính mít luôn nha mọi người nha. Đó, thì song song với cái việc mà các bạn đi ganh, các bạn bắt lẻ như vậy thì các bạn cũng phải đó là dọn lính mít và ép trụ nha mọi người nha. Đó thì Omen, thiên hướng của Omen đó là chơi đẩy trụ cũng như là bắt lẻ mục tiêu là nhiều. Chứ tham gia combat tổng thì Omen không thể phát huy được hết cái sức mạnh của mình. Đó chỉ một cái xích thôi, chứ không có 4-5 cái xích đâu nha mọi người nha. Đó nên là mọi người lưu ý. Pha này mình lại tiếp tục, úi rồi thôi, pha này tốc biến mù mắt luôn mọi người ạ. Mình sử dụng cái chiêu cuối cộng tốc biến, thế nhưng mà khả năng là chiêu cuối cộng tốc biến nó mà dính tường ấy thì nó sẽ không ghim được vào người đối thủ đâu, nên là mọi người lưu ý nha. Đó, pha đó thì mình hơi fail rồi. Đấy thì mọi người thấy chưa, mọi người cứ bảo mình chơi Omomatic thì chơi quen Richter rồi, bây giờ cầm sang cái vị tướng Omo này chơi như shit luôn mọi người ạ. Quả ulti tốc biến méo mồm luôn. Pha này thì thôi nhá, lùi nhẹ một xíu này. Pha này mình định ghim bắt vào AD nhưng mà không có tầm, cũng như là AD có cái việc hát thút đứng cạnh thì bạn ấy rỉa máu, khả năng mình phải nằm lại thôi. Thì thay vào đó mình sẽ đón đường Rat đi về này. Một xích này, Rat ơi chạy đi đâu Rat ơi. Rat đầu moi này, nhìn quả skin đã không thấy uy tín rồi. Đó, cũng rất là khôn luôn, đẩy mình hai lần luôn để tránh đi cái việc đó là mình kéo lại và mình kết thúc mạng nha. Đó,
nó rất là tỉnh luôn. Từ từ pha này mình đang nhìn thấy vị trí Hathu cũng như là Arum đang solo kill hết sức là gay gắt ở mid chạy. Có vẻ như là Arum cũng như là vị tướng Hathu bên bạn là cực kỳ là cay cú nhau mọi người ạ. Đó, có giỏi ra đây solo à, mày ngon solo. Ui giời ơi, ai lại Arum mới lại là Hathu solo, để đến cái bao giờ, mùa quýt nào mà các bạn mới nằm xuống không biết. Triệu Vân, anh Vân anh làm gì đấy? Thôi, xong, băng trụ này là dở rồi, băng trụ này dở tao thôi, khả năng mình phải nằm xuống rồi. Theo anh Vân thế nhưng mà không được mọi người ơi, anh ấy liều quá luôn đấy, anh ấy cậy anh xanh, anh lao thẳng vào trụ là team bạn anh bổ rát luôn. Trong khi đó là rát còn nguyên chiêu thức mọi người ơi. Và đây thì team bạn lợi dụng cái điều đó để mà ép cũng như lấy được cái mạng của Crazy và ép vào trụ mid nhà mình rồi. Đó, pha này thì chưa biết là xử lý như thế nào, dọn lính thôi mọi người ơi. Đó, theo nát các bạn có thể thấy bắn rất là kinh luôn, bắn rất là gắt luôn. Khả năng vừa bắn làm chậm cũng như là cấu rỉa của bạn rất là tốt. Đó, may mà mình có cái sát nhiệm nha. Đó, cái sát nhiệm cũng chống đi được phần nào sát thương của theo nát. Theo nát thì pha này hơi gión rồi. Đang nhìn thấy vị trí Arum di chuyển ra là gión rồi. Di chuyển lùi lại này. Đó, pha này thì mình biết là team mình có Crazy cũng như là có việc là Arum lao lên. Do vậy là mình tốc biến ulti cho Arum cũng như là Crazy kết thúc cái mạng của đó là AD team bạn. Đổi mạng mình lấy mạng của AD cũng rất là lãi rồi. Không sao cả, mình hồi sinh mình lại lên lại là hảo hán luôn mọi người ơi. Đó, rồi luôn rồi, rồi đợi hết Arum hết xích mình ôi sẽ xích xích này rồi. Đó đấy mọi người có thể thấy là hai cái xích thì có mà AD team bạn chạy lên rồi mọi người ơi. Hà thơ không thể làm nào mà cứu AD được cả. Ai lại chơi thả cả Omen lẫn Arum như thế này có chết người không mọi người ơi. Đó thế thì team bạn thở làm sao rồi. Tận hai cái xích cơ mà. Đó thì mình đợi Arum xích xong rồi mình sẽ xích thì team bạn có mà chạy bằng mắt. Tranh thủ cái điều đó thì mình đã lấy nốt cái trụ kia nha mọi người nha. Đó, cũng như là giúp rừng ăn cái con ca sơ vừa rồi. Thì mọi người lưu ý là về cuối game này mọi người hãy ưu tiên cái con ca sơ luôn cho mình mọi người nha. Đó, tránh cái việc là các bạn cứ chăm chăm ăn vào cái con rồng. Cái con rồng cuối game nó không giải quyết vấn đề gì nhiều đâu mọi người ơi. Con ca sơ cuối game ấy, khi mà các bạn có về cái thế mà bị ép ấy. Khoan khoan nha, từ từ phát này mình tốc biến lên xem bắt được Kahi không này. Thế nhưng mà Kahi lại bật cho mình đó là cái tốc hành hay là cái gì chạy nhanh quá mọi người ạ. Không theo kịp cái tốc biến, không theo kịp Kahi luôn. Lùi phát này này, mình sẽ quay lại để mình bắt vị tướng đó là Hathu. Hathu Hathurst này thì cay cái vị tướng Arum khá là nhiều. Solo kill luôn mọi người ơi. Không cần biết luôn, không cần biết team mình như nào. Đứng đánh hẳn, đánh trực tiếp, đánh thẳng mặt đó là vị tướng Arum luôn. Đó, ngon thì ra solo mà. Thế nhưng mà Arum lại xích lại rồi. Đó. Thì đang nói dở cái phần đó là cái con Caster. Khi mà các bạn đã ăn được cái con Caster rồi và team bạn, team mình ấy chẳng may mà bị thua combat cũng như là mình bị nằm lại AD và 2-3 người gì đấy thì team mình vẫn sẽ thủ được, tại vì cái con Caster to nó lên cũng như là có cái việc những cái con Caster tiên phong ấy nó thủ đường cũng rất là tốt, kéo giãn một khoảng thời gian để mà team mình có cơ hội hồi sinh ra nhá. Pha này thì Hathurst chạy cái gì, chạy đi đâu, mình có kiếm Furnier nha mọi người nhá. Đó, với cái tầm đồ này cộng thêm với kiếm Furnier nữa thì mình chấp 2 Hathurst luôn nha mọi người nha. Cần luôn 2 Hathurst luôn. Đó, chứ chưa nói gì đến 1 Hathurst cả. Có hàng mọi người ơi. Mình sẽ dí theo Na nha mọi người nha. Đó, theo Na đến chân trời góc biển luôn. Chạy đi đâu Na ơi? Lại đây cho mình quất cái roi nhẹ vào đít một cái xem nào. Chạy đi đâu này? Chạy lên thế lại gặp Arum bọn ơi. Gặp Arum kìa. Đó, nhưng mà khả năng Arum hết khóa rồi. Đó, vẫn chạy được, vẫn lách được. Đó, vẫn xì mo 110, vẫn lách được. Chạy đi đâu cái con sâu này? Chạy đi đâu, mình dí theo bạn đến chân trời góc biển luôn mà Na ơi. Lại đây mình quất nhẹ cái roi vào đít một xíu rồi. Úi giời, cái chiêu 3 trượt luôn mọi người ạ. Mù mắt rồi, thôi cái pha đó mọi người bỏ qua cho mình nhá. Đó, đuổi Na rất là buồn cười luôn. Lòng va lòng vòng, sắp hết mana chưa? Nó chạy vào trụ, bị trụ bắn này. Đó, như vậy là không cần phải mình quất roi vào mông đã bị trụ bắn rồi. Khi thả Na quay lại pha đó này cho mình quất roi vào đít một xíu thì có phải hơn không? Đằng nào chạy lòng va lòng vòng lại bị trụ bắn rồi. Thương Na thực sự luôn đó mọi người ạ. Đấy, lại cái thằng rát đầu moi này. Quả skin không uy tín tí nào mọi người ơi. Đó, pha này kệ nhá, kệ cho nó đấm mình nhá. Đó, mình sẽ xích nó lại bằng cái chiêu ulti cũng như là tốc biến này. Pha này mình sẽ giả vờ mình ăn cái con quái này nhá, để cho nó đứng nó KS nhá. Rồi, này, này, mọi người nhìn thấy nó KS này. Rồi, pha này cộng tốc biến ulti này. Rồi, xong đứng nhây mấy tôi này. Ui. Chán luôn mọi người ơi. Quá là buồn cười luôn, cái trận đấu này thực sự rất là hài và rất là vui mọi người ạ. Đó, team mình định dồn ép lên luôn và phải nằm lại hai mạng mọi người ơi. Có vị trí mid cũng như là có vị trí AD phải nằm lại rồi.
Thế nhưng mà mọi người lưu ý cho mình pha này nhá, không lên đâu, không lên, các bạn không lên. Các bạn hãy dọn lính cho mình để tránh cái việc na đi móc lẻ nha mọi người nhá. Đó, những cái trường hợp như thế này thiếu AD, thiếu mid như thế này thì na sẽ rất dễ là để lẻ. Do vậy các bạn hãy dọn hết cái đường lính cho mình nhá. Đó, để cái đường quái nó cao lên, tránh cái việc na để lẻ cấu máu trụ cũng như là lấy trụ của team mình. Rất là khó đánh luôn. Đó thì pha này muốn ăn cái con ca sơ kia nhưng mà team mình chưa ra. Do vậy là mình sẽ vẫn đẩy cái đường này nha mọi người nhá. Vì cái trụ này nó còn khá là ít máu, nó không đánh na đâu, mình sẽ dọn lính nha. Trường hợp như thế này mọi người cứ cao lính lên cho mình. Mọi người càng cao lính cao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tránh cái việc cái team bạn chia người ra và có na đẩy lẹ. Đó, na về cuối game này thực sự ra mà nó là phế toàn tập mọi người ơi. Sẽ không có cái lượng đam cần thiết và không có cái lượng chống chịu cần thiết, và sẽ không thể nào mà tham gia giao tranh tổng được đâu mọi người ơi. Pha này mình nhìn thấy AD của team bạn dồn lên khá là cao, và thút là đi bỏ cách AD rất là nhiều luôn nha. Do vậy mình sẽ kết thúc cái mạng của AD team bạn luôn. Có liềm cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Rồi, ngon nghẻ rồi. Đã kết thúc được cái mạng của AD thì mình sẽ kêu gọi team mình di chuyển vào cái con ca sơ này và ăn cái con ca sơ này để mà lấy cái thế đẩy đường nó dễ dàng hơn nha mọi người nha. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình nha, khi mà các bạn ăn cái con ca sơ này ấy, nó gần hết máu thì các bạn lên là đứng phía sau nó nha, để tránh cái việc team bạn sẽ đứng ở trong cái bụi trên kia kìa, team bạn xả sát thương vào. Đó, pha này mình bật sát nhiệm lên, mình bật cái chiêu 2 lên. Đó, mọi người có nhìn thấy không, vừa mới nhắc xong thì Kahi đứng ngay ở cái bụi đó và sấy ulti. Nếu như mình không bật cái chiêu 2 và đứng chặn cái con ca sơ đó thì khả năng là Kahi có thể là lấy đi được cái con ca sơ nha, có thể thôi nha, cũng rất là khó luôn. Thế nhưng mà mình cứ đề phòng chắc chắn vẫn hơn mọi người nha. Pha này thì Hathut lên Alonso và mình đã kết thúc được cái mạng của Hathut rồi. Cái đây hiện tại của mình là 824. Đó, rất là thơm luôn. Này Rat này làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây? Chặn lính à? À, cũng biết là cắt lính mọi người ơi. Thế nhưng mà cắt làm sao được, cái con Kazu to này nó có dừng lại cho mà đánh đâu. Nó đi thẳng mà mọi người ơi. Đó, nhìn quả skin đã không thấy uy tín rồi mọi người ạ. Pha này không cho Rat về nhà luôn nha mọi người nha. Dí đến tận cùng luôn. Đấm đi, đấm thoải mái đi, đấm tiệt ga đi. Rồi ulti đi. Đủ chưa? Ulti bật chiêu 2, ulti đi. Bật chiêu 2 rồi, ulti đi. Rồi, ulti không mất xíu máu luôn. Rồi, ôi cái chiêu 2 mọi người có thể thấy là nó miễn thương kinh khủng của mọi người ơi. Pha này thì khỏi về luôn nhá. Đó, thì trận đấu cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Nếu mọi người thấy hay, hữu ích thì mọi người đừng quên là cho mình một like, subscribe và ủng hộ kênh của mình, giúp kênh của mình càng ngày phát triển và phục vụ mọi người tốt hơn nha. Mọi người muốn mình làm thêm những cái con tướng nào thì mọi người hãy comment ở dưới để mình làm theo cái nhu cầu và nguyện vọng của mọi người nha. Bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.